Lý do không thể bỏ lỡ Tà Chú Cấm, phim kinh dị top 1 phòng vé Thái Lan 3 tuần liên tiếp. Phim Thái Lan Tà Chú Cấm sắp ra mắt là dịp để người xem thưởng thức một tác phẩm kinh dị ấn tượng đến từ hãng phim GDX với cốt truyện độc đáo, ly kỳ. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 6 năm nay, Tà Chú Cấm tên tiếng Anh Home Foreign là bộ phim kinh dị tà giáo dựa trên những sự kiện có thật tại Thái Lan. Trước khi hạ cánh tại rạp Việt, tác phẩm đã để lại nhiều ấn tượng ở những quốc gia khởi chiếu. Đa số khán giả đều cho rằng phim có cốt truyện khó đoán bởi những cú twist bất ngờ. Trước khi khám phá xem câu chuyện của Tà Chú Cấm là gì, cần nắm những thông tin cần thiết để tránh bỡ ngỡ khi ra rạp thưởng thức bộ phim này. Phim dựa trên những vụ án khiến người dân Thái Lan khiếp sợ đến ngày nay. Tà Chú Cấm được lấy cảm hứng từ vụ án gây rúng động Thái Lan năm 2004. Lúc bấy giờ, tại tỉnh Ratchaburi, một người mẹ đã giết con gái của mình để lấy ruột thờ thần in ra theo tà giáo. Người mẹ cho rằng đó là nghi lễ giải thoát ma quỷ và sự hy sinh mạng sống của con là cách để cứu mẹ. Theo đó, người mẹ này từng có tiền sử bị lạm dụng tình dục năm 17 tuổi và đứa con là kết quả của điều này. Ngoài ra, phim còn lấy cảm hứng từ một vụ án mạng khác vào năm 2014 tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan. Khi đó, người ta tìm thấy thi thể một người phụ nữ được nhét trong chiếc vali đỏ trôi nổi giữa dòng sông Mekong. Đạo diễn Sophon Sakja Phisip của phim Tà Chú Cấm đã mượn những câu chuyện kinh hoàng này để lồng ghép vào phim đầy khéo léo, đậm chất điện ảnh. Bom tấn kinh dị đến từ nhà sản xuất GDX kể từ sau siêu phẩm The Medium. GDX là hãng phim lớn nhất tại Thái Lan, đứng sau nhiều bom tấn điện ảnh tầm cỡ như Bad Genius 2017, Friend Zone 2019, The Medium 2021, Love Destiny, The Movie 2022, v.v. Tà Chú Cấm là tác phẩm kinh dị mới nhất đến từ GDX. Trước đó, hãng phim này từng gây ám ảnh khắp châu Á bởi bộ phim kinh dị The Medium Âm Hồn Nhập Xác, phim giả tư liệu ống kính máy quay, tạo độ chân thực đến rợn người về những yếu tố tâm linh bản địa. Thậm chí, Hiệp hội Phim Quốc gia của Thái Lan đã chọn phim Âm Hồn Nhập Xác làm đại diện tranh cử tại Oscar lần thứ 94. Đồng thời, tác phẩm cũng nhận nhiều cơn mưa giải thưởng khác về điện ảnh. Tà Chú Cấm là màn hợp tác giữa GDX và đạo diễn Sophon Sakja Phisip được mệnh danh là bậc thầy phim kinh dị tại Thái Lan. Do đó, tác phẩm bước đầu đã tạo được niềm tin lớn cho khán giả về chất lượng đến từ bộ phim cột mốc ma Thái. Câu chuyện hay được truyền tải bằng cách kể ấn tượng. Tà Chú Cấm là một bộ phim mà khi bước vào rạp, khán giả cần chuẩn bị cái đầu lạnh để có thể đối mặt với những tình tiết không ngờ. Phim sử dụng cách kể chuyện đa góc nhìn của từng nhân vật theo 3 trường đoạn khác nhau, từ đó những lớp bí mật dần được bóc tách và đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chia sẻ về điều này, đạo diễn Sophon Sakja Phisip tiết lộ: "Chúng tôi đã chọn một phương pháp kể chuyện mà các bộ phim kinh dị thường không sử dụng. Do đó, bộ phim sẽ khiến khán giả thích thú theo từng lũy tiến của nhịp phim." Dàn diễn viên hàng đầu Thái Lan, Tà Chú Cấm được dẫn dắt bởi nữ diễn viên nổi tiếng Nitha Chiza Jungjeon trong vai Ninh. Cô từng góp mặt trong tác phẩm An Khách Oan Day của GDX, đồng thời chiến thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Hiệp hội Điện ảnh Quốc gia Thái Lan lần thứ 26. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Sukola Quatkana Job vai Queen, người được quốc tế biết đến qua bộ phim điện ảnh Sinh tồn Thất Tin Lai 2022 của đạo diễn John Hawkwood. Đảm nhận vai giáo chủ tà giáo Zazi trong Tà Chú Cấm là Pen Pak Sirikun với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 40 năm qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh Thái Lan. Năm 2017, cô giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Hiệp hội Điện ảnh Quốc gia Thái Lan lần thứ 26. Bên cạnh đó, diễn xuất đáng chú ý của dàn diễn viên nhí trong phim cũng là một trong những điểm cộng lớn cho tác phẩm kinh dị Tà Chú Cấm. Lên án tội ác từ sự cuồng tín, Tà Chú Cấm là một bộ phim mang thể loại kinh dị pha lẫn yếu tố tình cảm gia đình. Do đó, bên cạnh những phút giây rùng rợn, bộ phim còn dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Câu chuyện phim được xây dựng từ nền tảng cốt lõi là tín ngưỡng, tà giáo bí ẩn. Đây cũng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm nên thông điệp chính của phim. Qua đó, phim đặc biệt lên án nạn cuồng tín đang ẩn hiện trong đời sống người dân Thái Lan, đồng thời thức tỉnh con người về việc lạm dụng tâm linh để kết nối với những người thân đã khuất và dẫn đến những hậu quả khó lường. Tà Chú Cấm có suất chiếu sớm kể từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6 và khởi chiếu chính thức từ 23/6 tại các rạp trên toàn quốc.